Xin chào các bạn đã đến với các video hướng dẫn và chia sẻ thanh nhạc của mình. Và hôm nay mình là thầy Phong Hai Nó. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giải tháo một số thắc mắc của những bạn đã yêu thương mình, đã có những câu hỏi đóng góp rất là hay. Các bạn hỏi về kỹ thuật support. Tại vì đây là cái series mà về hơi thở mà, nên mình sẽ tìm hiểu về hơi thở quan trọng đấy. Bạn Nguyễn Tiến nè, cách support hơi thở. Ôi, bạn không có giới thiệu mình luôn mà cách support hơi thở căng quá. ok bạn. Bạn hỏi để làm gì mình không biết. Rồi. Nói chung là bạn hỏi về support hơi thở đúng không? Mình thấy một câu hỏi cũng có lợi ích cho bạn và lợi ích cho nhiều người, nên mình sẽ chia sẻ. Và cái kiến thức này thì là một kiến thức hay, kỹ thuật hay, một cái tên gọi cũng khá là hay, là tên gọi theo phong cách nước ngoài. Support. Rồi. Ok, và có một số bạn cũng hỏi về support luôn. Mình đang rà coi bạn nào hỏi về support mà mình chưa có thấy. Thôi bây giờ mình... À đây, thầy ơi, bạn Mạnh Hùng Vũ mừng quá. Click vô luôn, trả lời cho bạn Mạnh Hùng Vũ luôn, bạn Nguyễn Tiến luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mạnh Hùng Vũ và bạn Nguyên Tiến chứ không phải là Nguyễn Tiến. Về support, về hơi thở nha. Rất là hay câu hỏi. Còn những ai mà đã hỏi về cái support này thì vào xem luôn, ủng hộ mình. Và mình làm vì video này vì các bạn đấy. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Rồi, mình sẽ nói về support. Support thì nó là một tên gọi, support dịch sang tiếng Việt là hỗ trợ, một kỹ thuật hỗ trợ cho giọng hát. Thì hỗ trợ cho giọng hát của mình, cho âm thanh của mình thì nó gọi là support. Vậy thôi, đơn giản lắm. Thì phương pháp support, kỹ thuật support thì nó có hai loại. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ nói về làm quen với cái phần kỹ thuật support bằng hơi thở trước. Còn một loại kỹ thuật nữa thì kỹ thuật support khác nữa thì mình sẽ nói sau. Và với trước mắt thì nền tảng kiến thức của nó là support bằng hơi thở. Rất là hay, kiến thức này rất là hay. Và thực sự là kỹ thuật này nó cũng không có phải gọi là cái gì mà nó lạ lắm đâu. Thì support là cách tên gọi của nước ngoài thôi. Còn cái cách gọi của Việt Nam đó là phương pháp dùng hơi thở thay cho lực hát hàng ngày. Phương pháp sử dụng hơi thở thay cho lực hát, lực nói hàng ngày để hát. Phương pháp dùng hơi thở thay cho lực nói hàng ngày để hát. Chứ thật sự đó nó không có xa pha vời, tại vì khi mà các bạn học thanh nhạc thì các bạn học tập sử dụng hơi thở đó, thì nó là như vậy thôi. Nôm na là cách sử dụng hơi thở để hát hay hơn. Support không có gì xa lạ với chúng ta cả nha các bạn ơi. Nghe thấy ghê, nghe tiếng Anh là support, mít dôi rồi chết dôi đồ, nó ghê gớm. Nó thật sự ra thì nó không có gì xa lạ đối với những cái kỹ thuật thanh nhạc cổ điển mà cách đây hàng chục năm mà chúng ta học trong trường lớp vân vân, nó y chang nha. Chỉ có khác nhau là cái tên gọi, nghe nó tây hóa hơn thôi. Ok, nhiều khi mình nghe mấy tên gọi đó mình cũng hơi bị choáng váng chút xíu. Mình cũng phải lên Google mình bấm tịch để cho nó ra. Xong rồi mình thấy được là nó cũng y chang những gì mình học ngày xưa thôi. Ok. Support là tạo ra các âm thanh từ các khoảng vang và bằng hơi thở. Hơi thở là, bây giờ support là, bạn cứ dùng dự là cái support á, nó là một cái hỗ trợ cho gì? Cho cái âm thanh của chúng ta, để cho cái giọng hát của chúng ta. Thì nó dùng cái gì? Nó dùng hơi thở và nó dùng các khoảng vang để nó làm việc, để cái việc mà cái giọng hát của chúng ta nó hay hơn, nó khỏe hơn,
nó mạnh hơn và nó phải trong một cái quá trình gọi là hát liên tục ở những cái nốt cao hay là hát nhiều bài liên tục thì chúng ta sẽ đỡ bị đuối hơn. Đó là kỹ thuật support, là sử dụng hơi thở và những khoảng vang để tạo nên cái âm thanh, cái giọng hát khỏe khoắn, dẻo dai, bền bỉ. Nói chung là như vậy. Đây, rồi ok, để luyện tập hơi thở support, hơi thở support và các khoảng vang support, 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 support. Ok, thì mình sẽ luyện như thế này, rất đơn giản các bạn ơi. Vô chủ đề nè, nói sơ sơ kiến thức lý thuyết là như vậy. Mình vô tập nè. Âm hơ, bạn tập âm hơ giùm mình, tại âm hơ á nó là chữ hơ, là sử dụng cái cách khi bạn nói chữ hơ, từ những cái hơi của mình nó đẩy ra hơ, đó, hơi. Đó thì nó là cái cách mà sử dụng đẩy cái hơi lên trên cái vòm miệng của mình nha, để tạo nên âm thanh. Còn các bạn muốn muốn xem về, mình có làm các video nói về hơi vị trí của hơi thở, cách làm việc hơi thở hiệu quả, rồi rồi sai lầm khi tập hơi thở ABCB, nói chung mình cũng làm nhiều lắm. Các bạn cứ đăng ký kênh của mình nếu thấy hay và xem các video đó để các bạn có thể trau dồi thêm kỹ năng về hơi thở. Tại vì mỗi video này rất là ngắn thôi, nên nó cũng không có truyền tải được nhiều, mỗi video chỉ là một chút chút để các bạn có thể cảm nhận và hiểu được hơn về từng cái kiến thức nho nhỏ. Ok, âm hơ, để mình có thể support, đưa cái hơi thở lên trên cái vòm miệng của mình, hơ ha. Âm hơ. Hơi thở lên trên cái vòm miệng của mình, để khi mà nó lên vòm miệng của mình thì nó mới làm việc với các khoảng vang được, chứ nó tới cổ là nó dừng lại là không được nha. Nó phải lên được trên vòm miệng thì các khoảng vang trên mặt, trên ốc, rồi sau, rồi ngực nó làm việc thoải mái hơn ha. Âm ha. Cố gắng làm sao giữ cái hơi thở để nó rung được, rung các khoảng vang. Âm hi. Ha, nhất à. Âm của mình nó tác động hơi á, nó lên trên đây nó tác động vào các khoảng vang. Rồi âm hê. Âm hô. Âm hu. Nó vang rung cả cái mặt mình luôn nè. Đó thì nó phải rung hết cả cái người luôn chứ đừng nói là cái mặt nữa. Cái này cái cấp độ rung vang, cái đầu là cái đó tính sao nè, cái đầu là cấp độ cao rồi. Còn bây giờ mình cứ đi từng bước thôi. Rồi sau đây mình sẽ tiếp theo sẽ làm bài tập để các bạn có thể áp dụng cái support hơi này vào trong cái bài hát. Ok, và xem mình sẽ lấy một cái bài hát mình đã từng hướng dẫn rồi luôn. Bài hát rất là hay, bài hát có tựa đề là Thay Tôi Yêu Cô Ấy, một sáng tác của ca nhạc sĩ Thanh Hưng. Rồi hơ nha, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hơ hơ trước cho nên tập hơi support lên dễ lắm các bạn ơi, không khó đâu ha. Đưa hơi lên đây nè, hơi hơ năm hơ, đưa lên trên miệng. Hơi nó phải được lên trên trên khoảng vang ngay trên đây nha, trên khoảng vang ngay vào miệng và nó vang ra. Các bạn có thấy là các bạn đang dùng hơi để tạo nên, nó tác động vào các khoảng vang để tạo nên âm thanh khi hát, chứ các bạn không có sử dụng những cái lực nói chuyện hàng ngày giống như mình đang dùng nè, là cô ấy hay buồn lúng mưa. Thính
cái đó là giống như cái mình đang nói chuyện hàng ngày, nhưng mà nếu như mình sử dụng cái cách nói chuyện hàng ngày đó và vào trong một bài hát mình sẽ rất là đuối, bởi vì nó không có support, nó không có sự hỗ trợ, thì giống như là bạn chỉ sử dụng những cái gì rất là bản năng thôi. Bạn mới đơn giản là bạn bạn đi xe máy á. Bình thường các bạn đi xe máy bình thường đi, mà support là gì? Bạn chở thêm 10 cái thùng xăng phía sau. Ví dụ vậy, support là bạn chở thêm 10 thùng xăng phía sau, giống như bạn sử dụng hơi, bạn tác động vào, bạn có thể chạy xe được nhanh hơn, mạnh hơn, nẹt bô cỡ nào cũng không sợ hết xăng. Ví dụ vậy đó, support vậy đó, dễ hiểu. Là support là bạn sẽ chở thêm 10 thùng xăng phía sau, đảm bảo tin tưởng vào mức độ giọng hát của mình, tuyệt đối. Ok ha, tuyệt đối về giọng hát. Để mình tự tin hơn khi hát, vậy thôi. Rồi, thì mình sẽ hát bằng hơ 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 hơ. Đó, cảm giác hơi nó tác động, hơ 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 hơ, nó làm việc rất là hiệu quả ha. Hơ hơ hơ. Chứng khoán lần hai lần là hàm mình nó cứng. Cái mình quen dần luôn với cái việc mà sử dụng hơi thở support lên giọng hát. Tập chứng khoán vài chục lần cũng được, không sao hết, đam mê mà. Ngày mỗi ngày hát 1 bài, 2 bài, 5, 10 bài vậy đó là xong thôi. Rồi tự nhiên các bạn có hơi, và các bạn sẽ có một cái hơi thở support rất là tốt, đơn giản, không khó đâu. Tập vài lần là được thôi. Và sau đây là mình sẽ vào bài để các bạn cảm nhận ha, còn phải tập nhiều để cho nó quen nha các bạn ơi, chứ không phải là nghe lần là làm được đâu nha, nghe lần là thánh rồi. Ok, ngày hôm nay cô ấy chẳng quan tâm gì mấy, chỉ cần một người đến để yêu thương lòng này. Thôi đó nè, này cái nút này khó nha. Nà, nút là đó, là mình là tenor đây, khó hát nút là này lắm đây, nhưng mà mình support vô là mình sẽ hát được hơn. Này vô, ngày hôm nay cô ấy muốn đi để mua một bó hoa trang trí nơi đẹp nhất nhất, trang trí nơi đẹp nhất trong nhà. Support ha. Hơi cô ấy hay buồn lúc mưa, thính nghe câu ca ngày xưa, nhưng lúc khi trời đông nhớ, hơ nhớ, nhưng lúc khi trời đông nhớ vòng tay ấm, hơi đó hơ. Và ôm cô ơi, và ôm cô ơi thật lâu. Đang support này hơi. Người ấy vì thương tôi, chờ đợi tôi cũng lâu rồi, mà tình yêu cứ xa vời, nên cô ấy, nên cô ơi, nên cô ơi, nên cô hi, nên cô ấy ngừng đợi. Ngày ấy gần bên tôi, một giây thôi cũng không rời, nhưng vì lo nghĩ cuộc đời
dâng thay tôi gọi cõi thức giấc và chờ cô ấy chứng ngôi nhà được cô ấy là cả người yêu của tôi ơi hỡi hãy tha thứ cho ai đã yêu em khi chẳng có chi trong cuộc sống. Ok, đơn giản quá trời đơn giản luôn. Vậy thì các bạn hãy cứ tập đi, tập luyện để có thể một cái hơi thở support. Và những câu hỏi nào còn muốn, có những câu hỏi nào khó khăn hóc búa nào nữa thì các bạn cứ đặt nha. Nhưng mà trước mắt là nền tảng nó là như vậy, về hơi thở, về âm thanh, về các khoảng vang, tập cái nền tảng đó trước, đừng có đặt những câu hỏi quá cao siêu, quá siêu cấp. Trước mắt là các bạn tập được những cái này đi, tập được những cái này là bài nào các bạn cũng có thể hát được hết rồi. Ở Việt Nam, ở Việt Nam bài nào cũng, kể cả những bài khó như là Mơ Hồ hay như Những Phút Ban Đầu là tuốt luôn. Đó, đó. Rồi còn lại là chúng ta sẽ nói tới những cái việc là những cái kỹ thuật cao cấp hơn, hơn có những cái chất giọng hơn cả giọng ốc, giọng hát voi luôn. Thì câu chuyện đó mình tính sau, mình tính trước vậy nè. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có những cái kiến thức, những cái bài học vui vẻ, nhận được về những giá trị cho mình từ những video của mình. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Xin chào, bye bye.